JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, đó là cái hơi của cái súp B3 mã là 2021 của anh Chiến ở Nam Định ạ. Vâng, bên em đang test trước khi gửi cho anh Chiến nhé. Đây là súp B3 của anh đây ạ. Vâng. Súp B3 mã là 2021, 330 mặt trước, được bảo vệ bởi e căng lụa. Và bên em sẽ bỏ ra cho anh để anh dễ tiện quan sát phía đằng trước nhé. Vâng đây ạ. 330 của anh đang đánh đây ạ. Vâng, bên em test rất cẩn thận trước khi gửi để tránh trường hợp lỗi lầm đến tay khách hàng, rồi mất thời gian của cả hai bên. Vì thế anh yên tâm là hàng đến tay anh còn đảm bảo 100% hoạt động bình thường. Rồi, súp B3 2021 này là bên em đang chuyên khách hàng. Giá rất là hữu nghị để giao lưu. Và bên em có món quà tri ân khách hàng, đó là cái áo mưa của JK Audio nhé. Và bên em có tặng anh dây AV 3m để đi kèm với súp để anh kết nối với máy nâng tiếng ạ. Vâng, súp anh rất là mạnh. Vâng, súp anh đánh rất là mạnh. Rồi, quay ra phía sau một chút xíu. Thì đây là phía đằng trước và tổng thể xung quanh được sơn sần màu đen rất là đẹp. Và phía trên đây được làm bằng kính cường lực, rất là chắc chắn và sang trọng. Cho nhạc nhỏ tí ạ. Vâng, đây phía sau đây ạ. Vâng, mã là B3 2021 đây ạ. Vâng, đặc biệt đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc, bên em nhập mới về bán cho các bác khách hàng. Và đây là sản phẩm bảo hành 1 năm, lỗi 1 được 1 trong tháng đầu. Đặc biệt cái dòng này công suất rất là lớn, 500W. Và có cả chế độ chơi súp hơi và súp điện phía bên trong, tích hợp 2 trong 1. Rất là tiện lợi chúng ta mà thừa công suất chúng ta đánh súp hơi theo cây cầu đỏ đen phía bên đây trái em chỉ đấy ạ. Và bên này là chơi súp điện. Đó, và đây là súp điện là bằng tín hiệu JAV. Rồi, đặc biệt cái dòng này là sở hữu những cái linh kiện rất là cao cấp như nguồn xuyến rất là khủng, sở hữu 4 sò Toshiba to, và đặc biệt 2 tụ và từ kép, đó là những cái nổi trội của dòng súp B3 2021 đang đứng đầu thị trường hiện nay. Vâng, máy rất là khỏe. Và không gian khoảng 5-60m2, con này đánh rất là tốt vì nó là công suất khủng 500W. Vâng, em thử tắt súp của anh đi nhé. Từ nhạc chưa có súp ạ. Đặc biệt cái tay nhiệt được làm ngang để cho nó tỏa cái hơi nóng sang hai bên rất là tiện lợi, để nó thoát nhanh hơn. Vâng, đấy là nhạc có súp đấy ạ, em tắt súp đi ạ. Vâng, đây nhạc không súp anh nhá. Vâng, nghe nó rất là mỏng tiếng thôi ạ, rất là mỏng. Đặc biệt cái dòng súp B3 2021 này tái tạo giải siêu trầm rất tốt, để hỗ trợ cho những đôi loa thiếu cái giải siêu trầm, giải bass sâu ạ. Từ 20Hz đến 150Hz hầu như là không có. Đó, em bật lên này, tái tạo đi ạ. Vâng, tái tạo giải siêu trầm tuyệt vời luôn ạ, đỉnh cao của giải siêu trầm là dòng B3 2021. Nghe rất là uy lực, chắc, gọn, không bị gây đau đầu. Và những dòng súp rẻ tiền nghe rất đau đầu và khó chịu các bác nhé. Ở bên này là một cái súp bốt Denson bản 2019, cũng chuẩn bị test cho một bác khách ở thành phố Huế á. Vâng, anh Chiến hiện tại cái súp B3 2021 của anh hoạt động rất tốt ạ. Và xe đen xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng em chúc anh Chiến và gia đình sức khỏe, và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.